Đây là tất tần tật các bước fill móng gel mọi người vẫn thường hỏi này Thảo để lại một cái móng cũ để fill nhé Mấy ngón kia Thảo đã fill rồi Bề mặt thì tốt nó vẫn còn rất bóng mọi người nhé Đầu tiên thì Thảo sẽ dùng cái đầu mài mịn Von Fram này Để chúng ta mài ngắn phần móng đi Mà như này nó vừa êm và nó không bị nứt móng Nếu như mình dùng kìm hay các cái loại bấm thì có thể bị nứt đầu móng mọi người nhé Tiếp tục dùng nó để mài mịn cái bề mặt tốt đi Nếu lúc này mọi người sơn sơn gel lên trên thì mọi người cũng sẽ vẫn dùng như thế này rồi chúng ta đi sạch cái lớp sơn gel ở trên bề mặt móng nhé Bước thứ hai chúng ta sẽ nhặt ra sạch đi thì mình sẽ dùng đầu mài khóe để chạy ở đây Chạy đầu mài khóe và nhặt Da vẫn hoàn toàn như bình thường mọi người nhé hoặc mình đẩy ra mình nhặt các thao tác nó vẫn như bình thường thôi cái việc mà chúng ta phiêu móng như này nó sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho cả thợ nêu và khách về thợ nêu thì mọi người có thể là tiết kiệm được cái thời gian mà vẫn có bộ móng đẹp cho khách bởi vì phá một bộ móng nó rất là mất thời gian với khách thì nhiều lợi hơn mọi người vừa có thể nuôi được móng này không phải phá ra đỡ bị hại móng và cái chi phí fill nó không có cao như đắp một bộ gel mới đó mọi người và sau bước nhặt ra lúc nào cũng sẽ là phao bề mặt móng mới đi và mình sẽ lau sạch bằng giấy lau dao thấm cồn nhá sơn một lớp kiềm dầu lên này chỉ cần sơn lên đúng cái phần móng thật đó thôi nha không mọi người không phải sơn hết cả móng không hơi đèn lớp kiềm dầu này và chúng ta sẽ sơn lên một lớp bay mỏng lớp bay này thì mọi người sẽ nhớ là đảm bảo là mình sẽ sơn các chân móng một sợi tóc luôn nha phần gel gom mọi người có thể lấy bằng của thảo nếu muốn tăng độ dày của cái móng còn nếu mọi người chỉ muốn đắp bù phần chân cao lên thôi thì mọi người lấy ít hơn của thảo nhá điều chỉnh kỹ phần chân móng và phần chân móng không đắp sát thần sạt nha mọi người vẫn để cách ra một xíu khoảng một nửa mm sau đó mình vẫn vuốt gel như bình thường thôi đem đi hơi đèn 99 giây này lúc này vì mình đắp cái độ dày nó nhiều ấy nên hai bên cạnh nó có vẻ hơi bị phình ra một chút đúng không ạ mình sẽ dùng đầu mài để mình đi xử lý cái phần đó trước khi mình rũa nha cho nó nhàn nha đó, mình vẫn đi hai bên cái video mà đi đầu mài thảo cũng đã có chia sẻ rồi nha mọi người đầu mài von fram mà mài trên bề mặt gel gôm mọi người nhớ đi nhẹ tay nha đi khoảng số 10 và đi nhẹ tay thôi vì cái đầu nó khá là bén mà gel gom thì không quá cứng sau đó thì mình sẽ phao mịn hết bề mặt đi và rũa lại thôi là xong sử dụng rũa dày để rũa nha nét rồi thì bắt đầu là sơn một lớp cứng móng lên cứng móng mọi người sơn mỏng thôi nha để nó tránh bị tràn mình đỡ phải rũa lại lần nữa cứng móng lúc này là phải phủ qua hết chân móng gel thì mới cứng nha mọi người đây là thảo lấy đúng cái màu trắng này nên thảo phải sơn cứng móng lên ấy còn mọi người mà sơn thạch hay sơn các các thứ thì mọi người cứ sơn như bình thường thôi không cần thiết phải sơn cứng móng nha bề mặt móng đắp gel vẫn bền vẫn chắc tốt thì đương nhiên mình cũng phải phủ qua chân luôn hơi đèn kỹ này rất là bóng luôn à, đương nhiên tay sạch thì mình mới sờ lên bề mặt như này nhá tay mà bẩn thì sờ nó sẽ bị bẩn bề mặt đấy mọi người